Thế bạn, sau cơn mưa bạn, cái cây táo này bị nghiêng rồi bạn ơi. Táo này là táo ly nữa bạn. Cái cây này cũng ngon lắm nha, chứ không phải là loại dở. Mà các bạn thấy là mình quay cho bạn thấy nè, nó bị nghiêng qua bên nè. Mà như mình lung lay nó, tại bữa mình thấy nước ngập ở đây nhiều lắm. Các bạn thấy cái gốc đó nè, các bạn thấy không? Đó, nó dễ lung lay lắm bạn ơi, cho nên mình hồi chắc mình đốn nó, mình bỏ vô cái chậu á, để thôi mai mốt á nó bị ngã, tại vì chắc cái chỗ này nó ăn sâu không được hay sao á. Hồi lúc nó cũng thẳng đứng lắm mà giờ nó nghiêng nè, các bạn nhìn thấy không, nó bị nghiêng 40 độ luôn á, cây nó bị nghiêng qua bên nè. Thôi chắc hôm nay mình không có làm gì, chắc mình đốn nó bạn. Với lại mình cần chỗ, với lại nhà mình cũng nhiều táo lắm mà. Ở kia cây táo bự nè. Cây táo mình nghe nói hồi lúc mình tưởng là sugarcane nhưng mà nó không phải ơi, nó là táo ly đó bạn. Nhưng mà nó cũng là loại ngon, nó rất là ngọt giòn. Em này cũng vậy, rồi bên đây là GA866. GA866 mình nó cũng đang bự ra nè, thấy không? Mình trồng nó cũng năm này năm thứ nhì. Chắc mình tiễn em này đi quá. Mình thiến bớt đi ba. Mình cắt bớt đi xong rồi cắt ngắn lại rồi mình đào em ấy lên. Tại các bạn thấy không? Khi cái gốc mà mình di chuyển nó được á là nó không có được tốt, các bạn thấy không? Nó nè. Đó. Đó, mình để điện thoại lên chỗ nè. Nó bị lung lay gì á là mai mốt mà ra trái nhiều á nó bị có thể là chóc gốc lên luôn rồi. Thôi gì mình đào nó lên luôn, mình đào nó lên mình dưỡng đó. Với lại nhà mình bây giờ táo cũng nhiều lắm rồi. Người ta nói trồng táo nó ăn vô nhà mình, thật ra không có nha bạn. Nó tùy cây thôi, mình trồng cây này cũng bự rồi mà không có bị gì chứ. Rồi cây này cũng vậy nè. Cây này cũng bự cho bá lửa nè. Mà cũng không có thấy, các bạn thấy cái nền đất của mình đâu, no problem, không có bị gì chứ. Có nhiều người nói do táo tàu nó ăn rễ gì vô nhà lum cho làm hư đường ống nước lum. Mình thấy nó rất là bình thường, không có bị gì luôn, mà cây mình bự lắm nha. Cây này là mình tới đây là 10 năm hơn các bạn, mà cây này là mình tới chỗ này là chừng vài tháng sau mình trồng em này xuống rồi. Em này có khoảng 10 năm. Các bạn thấy gốc rất là to luôn. Mỗi năm em này cho mình táo tàu rất là nhiều luôn nha các bạn. Nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ nó cao bự quá, mình phải thiến nó bớt mà. Mình phải cắt bớt cho nó ngắn lại. Chứ nó bự quá nhiều khi cũng khó hái lắm. Nó cao quá thì sao mình hái. Còn em bên đây thì nè, nó bị nghiêng quá trời nghiêng luôn. Nên thôi hồi mình quyết định á, mình nghĩ mình cũng thích trồng cây khác thôi. Với lại thôi lỡ rồi một công hai chuyện rồi mình tiễn em mấy đi luôn. Mình lắp các loại mình để chậu ba, để mình chứa cây. Hoặc là mai mốt mà mình có cây gì mà quý quý tốt tốt mà mình thích á mình trồng em nó xuống. Ok, quyết định gì luôn nha. Ok các bạn, trước khi các bạn làm công việc này á, các bạn phải cần có đồ bảo hộ nha các bạn. Giống như cái kiến này nè, nhiều khi các bạn cưa đó nó có thể văng cái này cái nọ vô, với lại bao tay. Thì mình làm gì để bảo vệ mình ba. Với lại mình thấy có gì mà không ổn thì mình ngưng. Nhiều khi trước nhất là mình phải bảo vệ mình trước nha. Ok, bắt đầu mình cưa nó xuống thôi. Thank you.
đây các bạn, mình cái cây nó lung lay dữ lắm mọi người. Các bạn thấy đất không? Đất nó lung lay đó, nó lung lay rất là thấy, cho nên mình phải đốn đó. Giờ mình sẽ cắt ngay đây thôi và mình dưỡng nó ok luôn á, mình nghĩ là vậy đó. Các bạn khi dưỡng cây các bạn đừng có để cây nó nhiều quá, nó nhiều nhánh quá thì nó không có tốt, thì các bạn cắt bớt nó đi, rồi các bạn cắt ngang chỗ đó đó, rồi các bạn dưỡng cái cây lại. Ok các bạn, thì cái cây mình đã chim xuống rồi bạn, mình chim nó xuống rất là ngắn luôn, và thấy không, để mình dưỡng nó đó, rồi năm sau nó sẽ ra nữa nha các bạn. Thì đây là những cái cây mình cắt xuống đây, thấy không? Thì bây giờ mình dẹp bớt mấy cái này đi xong xuôi rồi mình sẽ đào máy lên nha, tại vì máy cũng bây giờ cũng lắc lư dữ lắm rồi, thấy không? Các bạn thấy không, nó rung dữ lắm luôn á, các bạn chỉ cần đưa cái len xuống vài len là nó lên rồi. Okay, các bạn bây giờ mình sẽ bứng cái cây táo ly này lên nha, để coi nó có dễ bứng không nha, chứ nó đã lung lay rồi đó, thử coi. Ok các bạn ơi, thì mình tiếp tục mình làm cho nó xong nha. Hình như nó cũng lâm gầm rồi bà. Sao nói hôm nay không mưa mà cũng mưa à, bó tay thiệt chứ. Đó, rồi gãy cái cây len của mình luôn. Oh my god, gãy không? Nghĩ nó lên rồi. Chỉ cần có một người kéo à, mình nại lên có người kéo ra là ok. Cái này chỉ cần một người bứng lên và một người kéo thì nó sẽ lên thôi mà. Đơn giản là gì? Để mình thử lại coi. Oh, cái dây quay kia. Các bạn bây giờ mình xúc đất nè, mình bỏ vô là mình dưỡng cây táo rồi nha các bạn. Tại vì cái táo đó còn sống ok đó, cái táo đó bự đó. Thì cách dưỡng cũng đơn giản, thì các bạn lấy con bò rồi cái đất giường đó các bạn dưỡng đó, rồi xong xuôi các bạn bỏ tưới bi quan nữa các bạn, tưới bi quan cho nó giúp rễ hồi phục rồi nha các bạn. Tại mình mới làm cho rễ của nó bị chấn động á, thì mình bứng đào lên là dĩ nhiên mình ảnh hưởng tới rễ rồi,
Thì bây giờ mình sẽ dùng bi quan mình ngâm với nước để mình tưới nó nha các bạn. Thì mình dùng chậu 25 galon để mình giữ nó, tại em này to rồi nha các bạn. Thì mình cố gắng để sao mà cây nó thẳng đứng nha các bạn, và chính giữa nó nằm chính giữa của cái chậu đó là ok rồi. Còn sau đó thì mình tính tiếp, nếu nó nghiêng về hướng nào thì mình dùng cây mình buộc nó lại nha, để mình chỉnh đó. Nhưng mà đặc biệt á, cái gốc nó phải nằm giữa nha. Ok bạn, thì mình sẽ chăm đất vô cho nó đầy nha, để cho nó giữ cái cây. Các bạn bỏ đất vô, các bạn phải nhớ là các bạn phải ém chậu nha. Các bạn ém chậu cho nông đất ra đó thì cái cây nó mới chặt. Thì cái cây nó chặt đó, nó mới đứng vững nha các bạn. Mình nghĩ giờ mình lấy thêm phân bò. Lấy thêm phân bò để mình dưỡng nó nha. Rồi đất thì ok đó. Nhưng mà mình nghĩ chắc cần phân bò. Ok, để mình lấy thêm phân bò mình bỏ vô cho nó. Giờ mình có một thùng phân bò nữa nè, mình rải vô, mình dưỡng cho nó. Nghĩ gì cũng ok nó luôn rồi. Mình xem mình chèn nó ra. Nhớ là mình thấy nó nghiêng về hướng nào thì mình chỉnh cho nó ngay lại chỗ đó. Đó. Ok. Thấy nó nghiêng về hướng này, mình kéo nó qua đây các bạn. Kéo qua đây mình đạp cho nó chặt luôn. Đó. Thế, hồi xưa mình nói mấy em phân này ra nha. Không xui á, mình để gì á, mình đừng có di chuyển tới di chuyển lui nha các bạn, cứ để nó nằm một chỗ nha. Rồi mới đầu mình tưới bi quan vô cho nó. Các bạn thì đây là chai bi quan. Đây coi. Bi quan mà mình mua ở Home Depot đó, một galon thì nó mười mấy đồng nha. Thì trước khi mình bỏ vô mình lắc đó. Lắc cho nó đều. Hôm xưa mình bỏ vô nhắm chừng nha các bạn, bỏ vô chừng 2-3 muỗng spoon vậy đó. Đó, ở đó. Xong xưa các bạn ngâm nó chừng 5 phút rồi các bạn tưới vô. Vậy là xong. Các bạn để gì nè, cho nó tan ra, xong xuôi các bạn tưới vô cái gốc cây táo để mình dưỡng, mình kích thích rễ cho nó phát triển, cho nó phục hồi nhanh đó bạn. Ok, bây giờ mình đem lại mình tưới vô nha. Ok bạn, bây giờ mình sẽ tưới cái bi quan này vô cái cây này nha. Vậy là xong các bạn, cái mùi bi quan nó hơi nồng nồng chút, nhưng mà nó không sao, nó rất là tốt cho cây nha. Thì các bạn cứ để đây, đừng bao giờ di chuyển cái cây nha, để cho nó yên một chỗ cho cái rễ nó phát triển. Thì cái cách mình dưỡng cây nó như vậy các bạn ơi. Đây thì mình cái chậu nó hơi bị nghiêng quan bên đây này. Thì vậy là mình xong các bạn. Mình thấy nó bị nghiêng quá, mình nghĩ nó không tốt bạn ơi. Với lại mình cũng trong nhà mình cũng có rất là nhiều táo rồi, thôi mình bứng lên mình dưỡng đó, để mai mốt nó ra thì mình bán lại cho người ta. Thay vì mình bỏ, mình đốn mình bỏ thì mình bán lại. Thì đấy các bạn, thì đấy cái hố của nó mình mới vừa đào lên nè. Ok nha các bạn, nó nghiêng về cái hướng nó quá, nó dập vô cây mãng cầu nữa. Nên thôi mình bứng nó luôn, rồi mình lắp lại, mai mốt mình để cây các bạn, mình giữ cây, mình để mấy cái chậu cây đây nha, để mình bán thì cũng ok đó. Tại giờ nhà mình cũng hết chỗ rồi, thật sự ra là hết chỗ luôn á. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Thì mấy cây mình cũng tươi tốt mà, không có cây nào bị vấn đề giờ trong mùa đông này hết á. Ok lắm, cây nào cây nấy nhìn rất là khỏe. Nhưng cái em táo táo Thái này thì các bạn khỏi nói rồi đó. Trái nó nước càng nhiều nó càng sung các bạn ơi.
Ok, rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video mình nha. Thì video mình chỉ mang tính cách chia sẻ thôi nha. Mình làm cái gì mình chia sẻ lại thôi, chứ mình không có dạy dỗ gì ai nha các bạn. Thì mong các bạn hiểu giùm mình nha, mình chỉ chia sẻ thôi nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.